shop chuyên cung cấp đồ bẫy, em xin gửi lời chào lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bác nhé. Hôm nay em sẽ đưa đến cho các bác một cái sự lựa chọn về các bác có thể đi bẫy chuột hay là những cái bẫy bán nguyệt này, hay là những cái cạm 9 cm, thì các bác có thể đi bẫy chuột bằng những cái chiếc lồng bẫy, lồng lùa chuột như bên em. Đấy, bên em đưa đến cho các bác cái sự lựa chọn này, có thể đi lùa cả đàn chuột nhé. Khi các bác đi lùa cái đàn chuột thì các bác có thể để vào lối đi đường mòn này. Đấy, hoặc cửa hang này, hoặc các bác có thể để vào cái lối mà chuột hay chạy qua ấy. Các bác, cái lồng này thì bên em đưa đến cho các bác là các bác có thể là không cần mồi cũng được, hoặc các bác có thể để mồi vào bên trong. Các bác có thể để miếng mồi vào bên trong khi cái lũ chuột mà thấy thơm. Thế, chẳng hạn như nó không theo đàn, có chạy lẻ tẻ một vài con thì nó có mồi bên trong thì chắc chắn nó sẽ vào các bác nhé. Đấy, cái lồng này thì các bác nhìn đây, thiết kế là có cửa lồng đi vào này, con chuột nó chui 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 vào nhẹ nhẹ nhàng là cái cửa này nó sẽ lên này, và khi vào là cái cửa lồng này nó sẽ sập này, nó sẽ sập xuống và các bác có thể để cái miếng mồi nhử vào bên trong này thì nó sẽ lại đi qua một cái cửa nữa. Đấy, và về phần đuôi này, phần đuôi này thì các bác khi các bác lấy chuột ý, thì là để nó chui vào thì các bác phần đuôi này các bác buộc cho em cái bao nhé, cái bao về phần đuôi này. Đấy, thì con chuột nó sẽ đi chui vào bên trong, và sau này là các bác lùa chuột thì các bác bắt chuột thì các bác lùa vào cái bao nhé. Đấy, đây là gọi là cái chiếc lồng lùa chuột. Em sẽ đo kích thước cho các bác để các bác xem là cái kích thước dài của cái chiếc lồng này là bao nhiêu nha. Dài của lồng là 68 các bác ạ. Dài lồng là 68 nha. Đây các bác nhìn đây ạ. Dài lồng là 68. Đấy, 68. Và chiều cao của lồng là 9 cm. Chiều rộng của lồng là 11 cm các bác nhé. 11 cm. Đấy. Cao là 9, rộng là 11. Đấy. Đây gọi là chiếc lồng lùa chuột, lùa theo đàn. Thay vì các bác đi bẫy từng con một, thì các bác đặt cái lồng lùa chuột này, em nghĩ là cũng rất là hiệu quả cao đấy các bạn. Những chiếc lồng lùa chuột này các bác chỉ cần đặt mồi vào bên trong hoặc đặt vào lối đi đường mòn của chuột nó hay đi, thì khi con chuột nó đi vào nó sẽ khóa luôn cái phần đầu này, là khóa luôn vào rồi các bạn. Và tiếp tục nó đi vào bên trong, nó khóa ở đây rồi thì nó sẽ lại chạy vào bên trong này. Đấy. Và dần dần nó vào bên trong này các bác. Đấy, các bác buộc cái đầu bao ở phần đuôi này là con chuột đã không thể chạy được rồi, không thể thoát được rồi các bác nhé. Cái lồng lùa chuột này bên em đưa đến cho các bác là chất liệu làm từ thép. À, thép và không rỉ sét nhé các bác nhé. Cái này rất là bền, các bác có thể đi mẫu hết năm này sang năm khác. Nó cực kỳ là bền luôn. Thép không rỉ sét. Và giá thành của nó là 200.000 một chiếc, vì nó rất là bền và rất là hiệu quả, nên là giá là 200.000 một chiếc các bác nhé. Đấy, các bác mua số lượng nhiều bên em sẽ giảm giá cho các bác, còn các bác mua 1-2 cái thì cộng tiền ship cho em nhé, cộng tiền ship cho bên em. Còn các bác mua trên 5 cái trở lên thì bên em sẽ miễn ship cho các bác. Đấy. Đây là gọi là lồng lùa chuột rất là hiệu quả. Các bác mua hàng thì gọi điện vào số điện thoại em ghi vào góc màn hình, số điện thoại có Zalo, em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác cái mẫu lồng lùa chuột này để cho các bác đặt hàng cho chuẩn nhé, có thể gửi hình ảnh cho các bác để các bác đặt hàng. Và để tiếp tục theo dõi em, những video sau em đưa đến cho các bác những cái sản phẩm tốt để cho các bác đi bẫy thì các bác nhớ đăng ký kênh cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.